chúng ta mong muốn hòa bình, chúng ta chủ trương giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, và chúng ta xây dựng quốc phòng cũng vì mục đích hòa bình. Và nếu một khi đất nước chúng ta có chiến tranh, chúng ta buộc lòng phải cầm súng thì chúng ta cũng phải cầm súng vì hòa bình. Đấy. Thứ hai là tự vệ. Chúng ta chỉ sử dụng quốc phòng trong tình huống tự vệ khi mà đất nước bị xâm hại. Trước hết đó là chủ quyền quốc gia, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, độc lập tự chủ của đất nước, lợi ích quốc gia dân tộc, ổn định của chế độ. Thì đây là những cái điều kiện bắt buộc chúng ta phải bảo vệ tổ quốc. Và chúng ta phải tự vệ thì chúng ta sẽ sử dụng đến sức mạnh quân sự và quốc phòng. Theo sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019, trong thời gian tới, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục được đầu tư các nguồn lực cần thiết để làm nòng cốt cho nền quốc phòng toàn dân, đủ khả năng bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, các lợi ích quốc gia dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng. Việc xuất bản sách trắng quốc phòng Việt Nam 2019 thể hiện mong muốn và quyết tâm của Việt Nam trong việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng với tất cả các nước trên thế giới trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Cũng trong năm 2019, hệ thống pháp luật về quốc phòng của nước ta tiếp tục được hoàn thiện theo nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hai luật quan trọng về lĩnh vực quân sự quốc phòng là Luật Quốc phòng và Luật Cảnh sát biển Việt Nam chính thức có hiệu lực. Trong năm nay, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật Dân quân tự vệ sửa đổi và Luật Lực lượng dự bị động viên. Cả hai luật này đều sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Đồng thời, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 đã thông qua nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định Biên giới Quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia.